Với người dùng làm việc hardcore, thiên về vẽ thiết kế, họa sĩ artist, code IT, cần một chiếc máy đặc thù với hiệu năng mạnh mẽ so với các mẫu máy Ultrabook văn phòng hiện nay như là Surface Pro 9 hay là Surface Laptop 5, mà vẫn phải đảm bảo thiết kế đẹp, thanh lịch để tạo cảm hứng sáng tạo khi làm việc. Tất cả đều hội tụ ở Surface Laptop Studio 2 là dòng máy cao cấp nhất của Microsoft, mà chắc chắn không dành cho phần đông người dùng, mà mẫu máy này chỉ phù hợp với một nhóm người dùng đặc thù mà thôi. Vậy thì chiếc máy này có gì thú vị? Hãy cùng mình đi tìm hiểu luôn nhé! Một, Surface Laptop Studio 2 có nâng cấp gì mới so với Surface Laptop Studio? Surface Laptop Studio 2 giữ nguyên thiết kế y hệt như là Surface Laptop Studio, ngoại trừ thay đổi nhỏ một chút về cổng kết nối và cấu hình bên trong máy. Cụ thể là Surface Laptop Studio 2 sẽ có thêm một cổng USB-A 3.1, một khe thẻ micro SD. Cấu hình máy sẽ được nâng cấp thành CPU Intel đời 13 và card đồ họa sẽ là Nvidia RTX 4000 series. 2. Thiết kế Surface Laptop Studio 2 có phong thiết kế là dạng laptop truyền thống. Điểm độc đáo là máy có cơ chế bản lề có thể gập mở linh hoạt, giúp điều chỉnh màn hình ở nhiều chế độ sử dụng khác nhau. Đặc biệt là hữu ích với các anh chị làm việc thiên về viết, vẽ nội dung nhiều lên màn hình, vì khi gập máy 180 độ xuống thì máy sẽ y hệt như một bảng vẽ di động rất tiện lợi. Phần đế máy ở dưới được làm thu gọn lại và phía hai cạnh bên của máy sẽ có hai khe tản nhiệt. Ở phía trước tạo thành một khe dấu bút Surface Slim Pen rất thông minh. Các góc cạnh của máy đều được làm bo vát cong mềm mại. Chất lượng gia công hoàn thiện máy rất tinh xảo, không hề có bất kỳ một chi tiết thừa nào cả. Tất cả các yếu tố liên quan tới thẩm mỹ, vẻ đẹp thì đều được Microsoft rất coi trọng. Cụ thể là máy chỉ có một logo Microsoft ở mặt lưng và trên máy thì không hề có bất kỳ một tem dán quảng cáo nào cả. Thực sự là chỉ có Microsoft mới đủ sức để tạo ra các mẫu máy Surface đủ sức để có thể cạnh tranh được với các dòng MacBook của Apple. Bởi cả Microsoft và Apple đều đi theo tôn chỉ là ưu tiên vẻ đẹp, thời trang của chiếc laptop là tiêu chí hàng đầu. Về trọng lượng của máy thì cũng ở mức vừa vừa, không quá nặng, không quá nhẹ. Trọng lượng của máy là 1,89kg cho bản Base, tức là chỉ có card on Iris Xe. Còn phiên bản card rời Nvidia, trọng lượng máy sẽ là 1,98kg. Kích cỡ của máy lần lượt là 323x230x22mm. Máy chỉ có một màu xám trắng Platinum. 3. Cổng kết nối Surface Laptop Studio 2 được trang bị cổng kết nối khá đầy đủ với một cổng Surface Connect, hai cổng USB-C Thunderbolt 4, một cổng USB-A 3.1, một khe thẻ micro SD và một cổng audio 3.5mm. Giá mà Microsoft trang bị thêm một cổng xuất hình HDMI và một khe thẻ SD thay vì khe thẻ micro SD thì sẽ thiết thực hơn. 4. Bàn phím và touchpad. Bàn phím của Surface Laptop Studio 2 là một bàn phím chiclet với hành trình phím là 1mm. Bàn phím có độ này tốt và cảm giác gõ thoải mái. Bàn phím cũng có đèn nền giúp dễ dàng sử dụng trong điều kiện thiếu sáng. Trải nghiệm thực tế gõ phím của mình trên chiếc máy này là quá đã, rất phê. Touchpad chính là điểm nhấn nổi bật nhất trên Surface Laptop Studio 2 nói riêng và dòng Studio nói chung, bởi Microsoft đã trang bị cảm biến lực haptic trên chiếc touchpad này, tức là touchpad tương tự với màn hình cảm ứng như trên iPhone và MacBook của Apple. Mọi thao tác lên touchpad này đều rất nhanh, mượt và chính xác tuyệt đối 100%. Mình đã từng dùng rất nhiều các máy laptop Windows khác và cũng từng sử dụng vài đời MacBook thì có thể khẳng định luôn là touchpad trên Surface Laptop Studio 2 gần như là tương đương với touchpad ở trên MacBook được rồi. Nếu nói là bằng thì có thể là hơi quá. Thôi thì mình đánh giá touchpad của máy Studio 2 là ngon số 1 trong thế giới Windows, được 9,5 điểm nếu so với mức 10 điểm trên touchpad của các máy MacBook. Do là máy có sẵn màn hình cảm ứng rất nhạy nên gần như là mọi thao tác sử dụng máy hàng ngày mình chỉ cần sử dụng touchpad và cảm ứng là đáp ứng được tới 95% nhu cầu công việc của mình rồi. Chỉ khi nào liên quan tới thiết kế ảnh, video cần độ phản hồi chính xác tuyệt đối 100% liên tục thì mình mới cần tới chuột ngoài thêm. 5. Màn hình Surface Laptop Studio 2 được trang bị màn hình 14.4 inch, độ phân giải là 2400x1600 pixel, đạt 200 ppi, tần số quét là 120Hz. Màn hình này là màn hình gương IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh hiển thị rất tươi, sắc nét. Độ chuẩn màu sắc đạt 100% sRGB, độ sáng rất cao tới 503 nits. Điểm đặc biệt của màn hình này là tỷ lệ 3:2. Đây là tỷ lệ màn hình tối ưu nhất cho công việc, giúp không gian làm việc khi mở các file Excel, Word, thậm chí là đọc báo lướt website hay mở thiết kế ảnh Photoshop, edit video Premiere sẽ có nhiều không gian theo chiều dọc hơn. Hầu hết các màn hình hiện tại là tỷ lệ 16:9 sẽ tối ưu cho việc xem phim hơn rất nhiều. Vậy nên, Microsoft hướng tới người dùng trải nghiệm làm việc là chính, nên hãng đã trang bị cho tất cả các máy Surface đều là tỷ lệ 3:2. Màn hình này cũng có cảm ứng 10 điểm chạm, độ nhạy cảm ứng là tương tự như là cảm ứng trên các thiết bị điện thoại di động. Nhưng mà do giới hạn của hệ điều hành Windows vốn chỉ được tối ưu thiên về trải nghiệm máy tính, vậy nên thao tác cảm ứng của máy thực tế là chỉ được tầm 8 đến 9 điểm nếu so với độ mượt 10 điểm như trên các máy điện thoại.
Màn hình của máy là 120Hz thay vì chỉ có 60Hz như các màn hình phổ thông khác. Điều này sẽ giúp thao tác vuốt chạm cảm ứng mượt hơn, đặc biệt là với các bạn thiên về viết vẽ thiết kế sẽ cảm nhận được ngay từng nét vẽ khi đặt bút lên màn hình sẽ có được độ phản hồi ngay lập tức. Thay vì chạy theo các thông số cấu hình màn hình khủng là 3K hoặc 4K thì Microsoft lại hướng tới trải nghiệm của người dùng là trên hết. Bởi thông số của máy chỉ cần là ở mức phù hợp, đủ dùng để làm việc và hướng tới các yếu tố gia tăng trải nghiệm làm việc tốt hơn. 6. Loa. Microsoft sử dụng hệ thống 4 loa. Chất lượng của loa cũng rất tốt, thậm chí là chúng còn tạo ra hiệu ứng không gian. Âm trầm thấp hơn một chút so với mức trung bình. 7. Bút Surface Slim Pen 2. Máy Surface Laptop Studio sẽ tương thích cao nhất với bút Surface Slim Pen 2. Bút này thì sẽ được bán riêng. Tùy từng thời điểm mà Surface Việt sẽ có những event tặng kèm bút Surface Slim Pen, các anh chị có thể follow page của Surface Việt để săn sale thêm nhé. Bút Surface Slim Pen 2 là một bút stylus được thiết kế cho các thiết bị Surface của Microsoft. Bút có thiết kế mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ 20g. Bút có đầu hình ellipse với đường kính là 4.5mm, cho phép bạn viết và vẽ với độ chính xác cao. Bút Surface Slim Pen 2 được sạc bằng cách đặt nó lên đế sạc, thời lượng pin của bút lên đến 15 giờ. Bút Surface Slim Pen 2 là một phụ kiện tuyệt vời cho các thiết bị Surface. Bút cung cấp trải nghiệm viết và vẽ tự nhiên và chính xác, đồng thời hỗ trợ các tính năng mới như là phản hồi xúc giác và cử chỉ. Với các anh chị thiên về viết, vẽ lên màn hình thì chắc chắn đây là một món phụ kiện phải có khi mua máy Surface Laptop Studio 2, bởi Microsoft còn bố trí riêng cả khe hít 5 châm ẩn ở phía trước máy cho riêng chiếc bút này. 8. Cấu hình. Surface Laptop Studio 2 được trang bị CPU Intel D13 dòng H hiệu năng cao. Cụ thể là chỉ có một option là i7-13700H với 14 nhân và 20 luồng, trong đó có 6 nhân P-Core hiệu năng cao tối đa là 5.0GHz và 8 nhân E-Core tiết kiệm điện tối đa là 3.7GHz. Tức là so với Surface Laptop Studio sẽ có hai bản là i5-11350H hoặc là i7-11370H thì phiên bản i5 đã bị cắt bỏ luôn trên phiên bản mới này. Máy sẽ được trang bị sẵn RAM là 16GB, 32GB hoặc là 64GB RAM LPDDR5X. Ổ cứng SSD theo máy sẽ là 512GB, 1T hoặc là 2T. Tức là option SSD 256GB như trên phiên bản trước đã bị cắt giảm. VGA trên máy với bản Base sẽ là card on Intel Iris Xe, tương tự như trên bản Base đời trước. Còn với VGA rời sẽ là Nvidia RTX 4000 series, cụ thể là RTX 4050 6GB RAM hoặc là RTX 4060 8GB RAM, ăn điện tối đa là 80W. Ngoài ra, còn có các option VGA đặc thù cho công việc liên quan tới kỹ thuật là RTX ADA 2000. Tất cả linh kiện bên trong máy đều sẽ được hàn chết và không thể nâng cấp được. Vậy nên, các bạn cần lưu ý kỹ option phù hợp nhất khi mua máy nhé. 9. Hiệu năng. Do được nâng cấp tận 2 đời CPU nên Surface Laptop Studio 2 là sự nâng cấp vượt trội về thông số cấu hình. Mọi tác vụ đơn nhân và đa nhân của Surface Laptop Studio 2 đều vượt trội hơn hẳn. Về tác vụ đa nhân, render đồ họa cần tính toán của GPU thì RTX 4000 series cũng được nâng cấp về kiến trúc mới là ADA thay vì Ampere trước kia. Đi kèm với đó là tiến trình sản xuất GPU chỉ là 5 nanomet thay vì 8 nanomet. Vậy nên tốc độ tính toán 3D, đặc biệt là với các tác vụ cần export render video, hình ảnh nhiều thì RTX 4050 đem lại sức mạnh vượt trội hơn so với RTX 3050 Ti trước kia. 10. Các option Surface Laptop Studio 2 sẽ phù hợp với những người dùng như thế nào? Với những người dùng thiên về tính toán CPU, chủ yếu là các anh em làm code IT lập trình hệ thống, chủ yếu cần một màn hình đẹp, có cảm ứng, thuận tiện thao tác nhanh hàng ngày. Khi cần viết code thì chủ yếu dùng Visual Code Studio, để làm việc thì chỉ cần option base là i7-13700H và card on Iris Xe Graphics, RAM là 16GB và SSD là 512GB là quá ok thoải mái làm việc rồi. Còn với các anh chị thiên về viết, vẽ, chủ yếu là vẽ, sáng tạo nội dung, thiên về trải nghiệm sử dụng bút để vẽ nhân vật, vẽ hoạt cảnh thì phiên bản i7-13700H với card rời RTX 4050 là lựa chọn hợp lý nhất. Còn với các anh chị thiên về sáng tạo nội dung, mảng video multimedia, chủ yếu làm video đa nền tảng và các app Adobe Premiere, DaVinci Resolve, CapCut, cần sức mạnh của cả CPU và GPU phải thật mạnh thì nên lựa chọn option i7-13700H và RTX 4060 đi kèm với option RAM là 32GB hoặc là 64GB là hoàn hảo nhất. Còn với các anh chị làm việc liên quan tới bộ phần mềm đồ họa kỹ thuật, ví dụ như là Maya, AutoCAD hay là 3DS Max, chủ yếu là bộ công cụ vẽ thiết kế kỹ thuật nhiều thì nên lựa chọn option đặc biệt nhất là RTX ADA 2000. Đây là phiên bản biến thể của RTX 4060 nhưng mà được trang bị các thuật toán chuyên biệt, tối ưu cho mảng kỹ thuật tính toán mô phỏng. Vì Surface Laptop Studio 2 là chiếc máy mắc tiền nhất của nhà Microsoft, máy này cũng dành cho rất ít người dùng. Bởi chỉ khi xác định được rõ nhu cầu của máy để làm việc cụ thể là gì thì người dùng mới có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
Vậy nên là với Surface Laptop Studio 2 thì Microsoft đã phân loại tệp khách hàng rất rõ từ các option của máy. 11 pin, máy được trang bị viên pin 58W đi kèm củ sạc 102W cho bản card on hoặc 120W cho bản card rời Nvidia. Nếu để độ sáng ở mức 30% cùng tần số quét màn hình là 60Hz thì máy có thể sử dụng liên tục giải trí, xem phim, nghe nhạc, lướt web được khoảng từ 8 đến 9 giờ. Nếu chỉ mở video bằng trình duyệt mặc định Windows thì có thể xem video liên tục được khoảng 11 giờ. Còn nếu bật màn hình tần số quét 120Hz và độ sáng ở mức 30 đến 40%, làm việc hỗn hợp đa tác vụ, mở cả Zalo, trình duyệt Edge, Word, Excel, Photoshop và cả CapCut, Premiere để edit video thì máy sẽ trụ được khoảng từ 4 đến 5 tiếng ở cường độ cao. Lý do vì sao mình chỉ để độ sáng là 30 đến 40% thì máy có độ sáng là rất rất cao, tận hơn 500 nits. Bình thường với các máy laptop khác chỉ là 200 đến 300 nits mà thôi. Vậy nên là mình để độ sáng là 30% là rất ok vừa mắt mình rồi. Nếu anh em để độ sáng máy giảm còn 20 đến 30% thì thời gian sử dụng pin còn tốt hơn nữa. 12. Tính năng khác. Máy được trang bị kết nối không dây hiện đại với chuẩn Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Phiên bản trước là Wi-Fi 6 thường và Bluetooth 5.1. Máy cũng có sẵn mở khóa vân tay và mở khóa khuôn mặt Windows Hello. Tổng kết lại, Surface Laptop Studio 2 là chiếc laptop thu gọn của cả một phòng studio với đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một người dùng làm việc hardcore cần. Máy có màn hình đẹp, tối ưu không gian hiển thị làm việc, có cảm ứng thuận tiện cho thao tác sử dụng, bàn phím, touchpad đều ngon. Đi kèm với đó là một cấu hình rất mạnh mẽ, đủ xử lý tốt mọi công việc đồ họa khó nhất trong 3 đến 5 năm tới đây. Kết hợp với một form thiết kế máy vô cùng độc đáo, sáng tạo, giúp truyền cảm hứng làm việc cho người dùng. Một chiếc máy thu nhỏ của cả một phòng studio thì tất nhiên giá bán của máy sẽ chỉ phù hợp với số ít người dùng làm việc hardcore. Khi mà người dùng đã hiểu được giá trị của chiếc máy này mang lại thì rào cản giá bán sẽ không còn là vấn đề nữa. Đó là những gì mình cảm nhận được ở chiếc máy rất đặc biệt này. Hiện tại thì Surface Laptop Studio 2 đã có mặt tại Surface Việt với tất cả các option để cho anh chị thoải mái lựa chọn nhé. Các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới video để được giải đáp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.